khi mà em thất bại lần thứ hai, em biết mình thiếu ở đâu, em biết mình thiếu những gì và em biết mình cần những gì. Và thực sự em rất là mong muốn, em rất là mong mỏi được một người mentor. Chị nghĩ là tìm những người như em bây giờ cũng không phải là dễ. Nga hướng cho em là trưởng phòng marketing công ty dược, nhưng sẽ tập trung sâu vào cái phát triển sản phẩm. Thì anh về anh sẽ giao cho em làm trưởng nhóm marketing bên đó. Trong tình huống này thì việc đầu tiên em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc trong cái thời gian mà sếp đã bàn giao, đó là trước 4 giờ chiều. Và sau đó khi mà mình đã cố gắng hết sức rồi thì mình có thể là trao đổi với đồng nghiệp, cố gắng cải thiện, tìm hiểu xem là giữa mình và đồng nghiệp có mối khúc mắc nào không, hoặc là có thể là do đồng nghiệp thực sự bận vào cái thời điểm đấy thì mình có thể thông cảm và cố gắng tìm ra được cái mà khúc mắc giữa hai người để giải quyết được cái khúc mắc đó, để lần sau những cái trường hợp như thế này nó sẽ không lặp lại nữa. Và sẽ cố gắng đề xuất với công ty tổ chức những cái buổi liên hoan làm cho mọi người, mọi đồng nghiệp kết nối với nhau nhiều hơn, mình cùng tìm hiểu về đồng nghiệp và củng cố lại văn hóa doanh nghiệp. Em xin hết ạ. Trước hết em có thể trả lời là em không đồng ý với cái cách hành xử của bạn đồng nghiệp mà cùng được giao trong cái công việc như thế này. Có thể thấy đây là một cái công việc nhóm, nên là cái việc mà thiếu tinh thần như thế trong một cùng một cái việc chung như thế này là không thể chấp nhận. Em sẽ có những cái giải pháp ngay tức thời. Thứ nhất là có thể trao đổi thẳng thắn với bạn đồng nghiệp đó để bạn ấy có thể gạt những cái công việc riêng của bạn ấy để ưu tiên cho cái deadline đang rất gấp. Và thứ hai nữa là nếu như cái việc mà trao đổi thẳng thắn giữa hai người mà không đạt được kết quả thì em sẽ có thể là có những cái biện pháp để báo cáo lên cái người quản lý trực tiếp để có những cái giải pháp giải quyết cách tốt nhất và vẫn đảm bảo deadline của cái công việc được giao. Và sau khi mà cái công việc mà đã được giải quyết thì em sẽ chủ động để đề xuất một cái cuộc họp, có thể là đưa ra những cái ý tưởng, những cái chế tài để có thể quy trình hóa cái việc xử lý những cái tình huống tương tự. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Một cái công việc đáng lẽ là của nhiều người rất là gấp nhưng mà một mình Bách phải xử lý, thế thì liệu rằng là một cái công việc đó mà nó khối lượng nó quá lớn và cái deadline nó quá gấp thì Bách sẽ xử lý như thế nào? Thì em sẽ bắt tay ngay vào công việc và em phải xử lý ngay lập tức. Trong trường hợp thực sự bất khả kháng mà một mình sức của em không thể nào mà xử lý kịp, công việc vẫn chưa hoàn thành trong cái thời hạn là 4 giờ chiều, thì trước 30 phút thì em sẽ báo cáo với sếp là sếp ơi, thực sự là cái này em đã rất là cố gắng rồi, sếp cho em thêm thời gian là 30 phút nữa để có thể là em hoàn thành được, hoàn thiện cái công việc này. Thì đấy là cách xử lý của em. Rõ ràng là cái thời gian mà anh trao đổi với đồng nghiệp đấy nó sẽ chiếm mất cái thời gian mà anh làm việc ngay lập tức đó. Nếu mà cứ tranh cãi với đồng nghiệp như vậy thì trong trường hợp mà deadline không kịp thì anh sẽ xử lý như thế nào và anh sẽ báo cáo lại với sếp mình như thế nào ạ? Khi mà đưa ra quan điểm về cái tình huống này thì Đức Minh đã có hai cái giải pháp. Thứ nhất là trao đổi thẳng thắn với người đồng nghiệp, bởi vì là đây là công việc là của hai người chứ không phải là một người. Và thứ hai, nếu như mà cái việc trao đổi này mà không có đạt hiệu quả thì mình đã ngay lập tức đã báo cáo cấp trên rồi, nên là cái việc mà trao đổi và báo cáo này nó diễn ra trong một cái thời gian rất là ngắn. Cái cách xử lý của mình với Bách khác nhau ở cái chỗ là thay vì là Bách là trước 30 phút mới để lãnh đạo biết được cái tiến độ hay là mình có hoàn thành hay không, ngay sau khi mà trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp là mình đã đến cái bước tiếp theo là sẽ báo cáo với cái người lãnh đạo trực tiếp của mình rồi ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chúng tôi mời các sếp sẽ có những câu hỏi dành cho hai bạn. Bách chia sẻ là mọi thứ đều phải đo đếm được đúng không? Vậy anh muốn hỏi là những đơn vị em làm trước đây em tâm đắc nhất đúng không? Và kết quả đó là gì và làm thế nào em đã tạo ra được cái kết quả đó? Em đã trải qua hai startup dưới vai trò là founder và co-founder. Em là người trực tiếp lên ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và tìm kênh phân phối, sale và marketing cho chính sản phẩm đó. Đối với startup đầu tiên, em và team đã đạt được doanh thu là 1,5 tỷ trên một tháng sau 12 tháng. Đối với cái sản phẩm mà đạt được 1 tỷ rưỡi một tháng ấy, thì đấy là một sản phẩm về mỹ phẩm thiên nhiên. 80% doanh số đến được là nhờ là bán hàng online, là đến từ kênh thương mại điện tử. Sản phẩm đấy thì nó có một chút đặc biệt. Nó là sản phẩm là nhuộm tóc từ lá cây. Cũng không có quá là nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư cho vấn đề nghiên cứu thị trường, mà bọn em chỉ dựa trên cái là biểu đồ dân số của Việt Nam. Từ đó là dự báo ra được sản lượng. Bọn em tập trung hết vào cái thương mại điện tử, dồn toàn lực vào đó và chúng ta tiếp cận được toàn bộ Việt Nam mà không cần phải chia nguồn lực ra quá nhiều. Em đã thất bại một lần rồi sao em vẫn tiếp tục, em lần thứ hai, lần thứ ba vẫn lặp lại những cái thất bại đó là lý do nằm ở đâu? Đối với startup thứ hai ấy thì em là founder một mình. Em khởi nghiệp với sản phẩm nhang sạch
khi mà mình làm việc ở startup cũ, mình có 4 co-founder lận, tức là mỗi người giỏi về một mảng. Em có thể là em giỏi về sale, marketing, về bán hàng, về tất tần tật các thứ, nhưng về quản lý, về quản trị, về tài chính thì em lại không giỏi. Và đấy chính là lý do em thất bại và em có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi rất là thích cái câu trả lời của Đức Minh, rất là thẳng thắn vào vấn đề. Nếu như mà em vào trong một công ty của một trong 6 sếp ở đây thì em nghĩ là em sẽ làm tốt nhất ở vị trí nào? Thì em cảm thấy là mình phù hợp với những vị trí như là về truyền thông, về sáng tạo nội dung. Và hơn nữa thì em nhận thấy rằng là trong gần 10 năm mà hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, truyền hình của em, thì những cái kiến thức, những cái hiểu biết của em về hệ thống báo chí truyền thông tại Việt Nam cộng với cái sự linh hoạt, khéo léo, nhạy bén của một người mà xuất thân từ người làm nội dung ạ, thì em nghĩ là mình sẽ là một cái mảnh ghép phù hợp trong công ty của các sếp. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn các sếp. Chúng tôi xin được mời 6 sếp sẽ đưa ra phần bình chọn của mình. Kết quả đã có, chúng ta hãy cùng xem chàng trai nào sẽ đi tiếp vào vòng trong. Xin mời. Vâng, kết quả 4 phiếu dành cho Hoàng Bách và 3 phiếu dành cho Đức Minh, một kết quả rất xít sao. Và người đi tiếp vào vòng trong đó chính là Hoàng Bách. Người dừng lại đó là Đức Minh. Chị Lưu Nga dành tình cảm rất là đặc biệt cho Nguyễn Đức Minh vì câu trả lời và vì cái thái độ rất là điềm tĩnh của em. Và chị nghĩ rằng là cái lá phiếu của chị cũng là một cái cơ hội cho em sau chương trình này. Em có đi tiếp hay không thì em đã có một cơ hội đầu tiên đối với sếp Lưu Nga. Anh sẽ có những cái cơ hội rất là phù hợp với cái năng lực của mình trong cái lĩnh vực là quản lý nội dung, biên tập cho những cái nội dung liên quan tới những cái vùng miền của Việt Nam. Anh sẽ liên lạc để mình có thể trao đổi được kỹ hơn. Anh cũng có sếp ạ. Qua chương trình thì chị cũng rất là muốn gửi một lời hỏi thăm cũng như là một cái mong muốn để mẹ em có thể được nhìn thấy em ở trên truyền hình và sẽ cảm thấy vui hơn, tiếp thêm cho mẹ em động lực để có thể chiến đấu với bệnh ung thư. Vâng, và chắc chắn là mẹ của em sẽ thấy rằng em dừng bước nhưng không dừng lại ở chương trình này. Chúc em cùng với gia đình người thân những điều tốt lành nhất. Cảm ơn Đức Minh nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng chinh phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Cơ Hội Cho Ai và đây là vòng 2 được mang tên chinh phục. Anh nhìn thấy Bách khá là xúc động. Thực ra em là một người rất ít khóc và không hay khóc, nhưng mà không hiểu sao là lúc đấy cái mắt em tự cay và nước mắt nó tự chảy ra. Khi mà em thất bại lần thứ hai, em biết mình thiếu ở đâu, em biết mình thiếu những gì và em biết mình cần những gì. Và thực sự em rất là mong muốn, em rất là mong mỏi được một người mentor. Để anh có đoạn thơ này để cho em kìm lại cái cảm xúc. Thành công phải trải qua thất bại, sống ở đời có dài mới có khôn. Ok chưa nha? Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với mức lương kỳ vọng. Cố lên chàng trai. Mức lương đã được gửi đi. Bây giờ là lúc bạn hãy bước ra kia, thể hiện khả năng của mình và chinh phục các sếp. Qua cái cảm xúc của em, anh biết là em đã rất tâm huyết vào cái dự án đó, đúng không? Nhận định về cái xu hướng, cái dòng sản phẩm này như thế nào và cái tốc độ tăng trưởng hàng năm nó bao nhiêu phần trăm, em có biết không? Những sản phẩm về thiên nhiên, theo nhận định cá nhân của em thì đây sẽ là một xu hướng trong tương lai. Khi mà chúng ta đã có chất lượng cuộc sống tăng lên và chúng ta quan tâm nhiều hơn những cái vấn đề về sức khỏe, về những cái giá trị tốt đẹp hơn. Đây là một xu hướng và có thể từ 5 đến 10 năm nữa, nó vẫn phát triển rất là bền vững. Không phải là đi đường ngắn mà chúng ta có thể đi một con đường rất là dài. Em tự tin là có thể là chiếm được 50% trên tổng thị phần của thương mại điện tử. Tăng trưởng ngành em có đã đo lường chưa? Con số tăng trưởng ngành thì em chưa có nắm rõ, tại vì đối với cái sản phẩm em đang triển khai là sản phẩm về hương nhang thì em có một cái con số thống kê này, tức là mỗi một ngày thì là có 82 triệu nén nhang được đốt lên ở tại Việt Nam không thôi. Và riêng kim ngạch xuất khẩu nhang từ Việt Nam qua
thị trường Ấn Độ, chưa kể các thị trường khác, là 80 triệu đô trên một năm, là những con số trong cái sản phẩm là hương nhang em đang theo đuổi. Vâng, đã có một đèn vàng, có nghĩa là một sự cảnh báo. Anh ơi, có vài lời với em. Hình như hôm nay em tới đây không phải phỏng vấn xin việc nè, thử việc nè, cơ hội nè. Hôm nay đi phỏng vấn, đi gọi vốn nè. Thứ hai nữa, anh biết cái lý do tại sao em thất bại. Anh là người thất bại cực kỳ nhiều. Còn hơn em nữa, em chỉ là cái này là số nhỏ đó anh thôi. Tại vì anh xem qua profile em rồi. Cái thất bại của em đến ngày hôm nay nó không phải ở cái tâm huyết của em. Tâm huyết của em là cũng bình thường thôi, chứ đừng nghĩ là nó lớn lao gì ở đây. Em cứ nghĩ là em chuyên về làm digital marketing, em hạp được rồi, em tưởng tượng hóa ra, em cứ hình tượng hóa em là đứng giữa vũ trụ và bất cứ cái sản phẩm gì em cũng bán được hết. Và em vẫn cố, em try rất là nhiều lần, nhưng mà anh thấy ba lần là em thất bại ba lần. Và nếu như em tiếp tục thế ngày này nữa, anh sẽ tiếp tục thất bại nữa. Năm mươi phần trăm thì bằng online là cái không tướng, nghĩa là cái điều đó là phi lý, anh hiểu không? Cái 50% của em nói là 50% trên thị trường thương mại điện tử, tức là anh hiểu luôn, điều đó không thể luôn, không thể luôn. Dạ, tâm lý em đến đây em mong muốn được đầu quân và được làm việc cho các sếp, vì trong quá trình em khởi nghiệp, đầu tiên là em rất là cô đơn, thứ hai là em hiểu, em nhận ra được cái điều là em hoàn toàn không giỏi và em đang thực sự là cần phải học hỏi, cần phải trau dồi thêm. Và khi em đến đây, thực sự em rất là mong muốn được cống hiến cho các sếp ở dưới vị trí là trưởng phòng về marketing hoặc về thương mại điện tử và chịu chấp nhận về doanh số. Đấy là một cái vị trí mà thực sự là chị Lưu Nga đang rất là cần. Nhưng vì sao chị lại bấm đèn vàng cho em? Em bảo là khởi nghiệp là một quá trình rất là cô đơn. Và em hy vọng rằng khi mà em không cô đơn thì em sẽ thành công. Không phải. Những người càng thành công, càng lên đến đỉnh cao, càng phải chấp nhận được cái sự cô đơn đó. Lúc ban đầu đi, em sẽ đi cùng với rất là nhiều người. Nhưng ai là người đủ bản lĩnh để đi đến cuối con đường? Đừng có vì cái cô đơn đó mà mình phải đi tìm một người đi đồng hành với mình để mình không cô đơn nữa, mà mình phải học cách làm thế nào đi đến cùng với con đường khởi nghiệp đó. Cho nên chị vẫn để đèn vàng và đến bây giờ vẫn chưa bỏ đèn đỏ. Cho nên em phải thận trọng với tất cả những cái câu hỏi của các sếp. Anh ấy thì anh nhìn thấy cái thương hiệu của em trên Facebook và anh cũng nhìn thấy rất nhiều những công ty tương tự và có rất nhiều sản phẩm hơn em nhiều. Trên cái câu em bảo em sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần trong nhóm là sai. Khó, vì lúc ấy em là gần như là độc quyền trên thị trường. Thì anh có một câu hỏi cho em. Em có sản phẩm dầu gội, thuốc nhuộm, tự nhiên. Làm sao em thuyết phục được cái nhóm hói đầu mua sản phẩm đó? Em trả lời cho em. Ngoài cái tác dụng là nhuộm tóc phủ bạc ra thì nó còn giúp chúng ta là kích thích mọc tóc nữa. Nó không chỉ giúp tóc đổi màu và chuyển bạc thành đen chẳng hạn, thì nó còn giúp những cái tóc còn lại của anh nó chắc khỏe hơn rất là nhiều. Chị rất là không muốn bấm đèn đỏ, nhưng mà thực ra cái câu trả lời của em nó vẫn chưa phải là thuyết phục. Phải người hói mới hiểu được. Nếu dầu gội của chúng tôi không giúp bạn có thêm tóc thì chúng tôi chắc chắn rằng giữ lại những gì còn cho lại. Thực ra đồng nghiệp của em nó không khởi nghiệp, vẫn cùng nghề với em như ngày hôm nay, nó đi rất là xa rồi. Còn em cứ lai hoai trong cái vòng lẳng quẩn của tụi em á, cho nên em khó thoát ra được lắm. Cho nên anh xin lỗi cho em dẹp luôn ngành đó đi. Tại vì cái ngành đó nó không có tương lai. Anh nói thật, tại vì cái thị phần nó nhỏ lắm, cho dù em làm nhiều nó không bao nhiêu tiền. Em vứt cái đi và em đi học lại, rồi từ từ mất 2-3 năm nữa rồi. Sau đó là thêm cứng hết rồi, em đi hình dung hết mọi thứ rồi. Em mới bắt đầu em khởi nghiệp lại lần nữa. Em càng làm sẽ em càng thất bại. Đó là lời khuyên chân thành của anh. Bạn nói bạn thiếu quản trị, nhưng mà cái mà anh đang nhìn hiện giờ là em đang thiếu độ rỗng bên trong em. Em hơi bị đầy. Em vẫn còn chất chứa những thứ bên trong đó, nên tại sao nó đè em và em khóc. Ok. Rồi em trả lời là 50% thị phần, 30% thị phần, việc đó em biết hết rồi. Nghĩa là em đang chứa những thứ đó. Khi mà em chứa những thứ đó thì em không nạp được những thứ mới vô. Nên khi mà anh nói chuyện với Hùng anh nói là nếu Hùng Anh không hỏi câu đó, anh cũng sẽ là người sẽ hỏi câu đó. Về cái digital marketing, anh nghĩ là team của anh cũng đã có những cái vị trí và đã có 4 sếp khác để dành cho em đèn xanh. Nên anh xin được bấm đèn đỏ để em có sự tập trung và tìm kiếm những cơ hội của mình. Và anh chúc em có đủ độ rỗng để tiếp nhận những cái mới. Với 4 đèn xanh thì bạn Hoàng Bách của chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện để đến với vòng cuối cùng được mang tên cơ hội cho ai.
Quý vị đã quay trở lại với chương trình Cơ hội cho ai và đây là vòng 3. Vào lúc này thì đã có 4 sếp giành đèn xanh và cơ hội cho chàng trai này. Chúng ta sẽ đến phần đãi ngộ mà các sếp sẽ dành cho chàng trai này. Vị trí cũng như mức lương. Trường hợp của bạn ấy cũng hơi khó nghĩ, tức là phải thử bạn vào một cái mức là không phải quá cao, mà bạn làm được thì bạn sẽ lên một cái tầm cao ngay lập tức. Đấy, bạn cần cũng phải chứng minh được cái sự gọi là gắn bó lâu dài với công ty nữa. Cái này mình đưa ra là cái để thử thách bạn. Nếu bạn chấp nhận cái thử thách đấy thì bạn đồng ý, còn nếu bạn không chấp nhận thì cảm ơn. Chị nghĩ là tìm những người như em bây giờ cũng không phải là dễ. Em cũng là một cái chàng trai rất là có ý chí, và nếu ai mentor được em thì chắc chắn rằng là sẽ có nhiều cái thành quả. Và chị là một trong những người mà mong muốn được đồng hành với em. Vị trí mà anh hướng cho em là trưởng phòng marketing công ty dược, nhưng sẽ tập trung sâu vào cái phát triển sản phẩm. Giả sử như em muốn về làm với đồ ăn, em phải dẹp bỏ toàn bộ những cái gì liên quan đến hương nhân khói gì đi, bỏ hết nha. Anh mà thấy một lần mà như hương nhân khói là chắc chắn là anh sẽ cho em nghỉ việc. Hiện tại anh có một cái startup á, là về làm về thương mại điện tử, là tập trung vào service mà bán trên quy mô toàn cầu. Tại nhà nền tảng thương mại điện tử tương tự như mấy cái sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Thì anh về anh sẽ giao cho em làm trưởng nhóm marketing bên đó. Bây giờ là lúc chúng tôi muốn các sếp hãy đưa ra những con số dành cho chàng trai này. Thời gian dành cho các sếp bắt đầu ạ. Và bây giờ sẽ là kết quả, hãy cùng xem các sếp đưa ra những con số như thế nào cho chàng trai này. Bây giờ sẽ là mức lương kỳ vọng. 36.868.686 đồng. Nhưng tài lộc phát có được phát hay không tùy thuộc vào 4 sếp. Xin mời sếp đầu tiên. Sếp Nguyễn Trung Dũng, vị trí chuyên viên marketing và kinh doanh, mức lương 25 triệu. Bạn đã mất đi một cơ hội. Sếp Lưu Nga, vị trí giám đốc phát triển dự án mới, mức lương 30 triệu, nhưng nó vẫn không tới được với mức lương kỳ vọng của bạn. Bạn mất đi thêm một cơ hội nữa. Bây giờ là cơ hội thứ 3. Sếp Lê Hùng Anh, vị trí trưởng phòng marketing dự án, mức lương 30 triệu đồng. Nó cũng không tới được mức lương kỳ vọng. Bạn có 4 cơ hội nhưng đã trôi qua 3. Bạn thấy chưa? Nó có thể sẽ là một bài học lớn cho bạn. Nào, cố gắng lên. Vận may hãy mỉm cười. Xin mời, sếp cuối cùng. Hãy cùng xem sếp Thuấn có cứu được bạn không? Đó là... Từ đầu chương trình đến giờ rồi, chỉ có sếp Thuấn là người dành cho bạn sự ưu ái nhất. Vị trí trưởng phòng marketing ngành dược phẩm, mức lương 38 triệu. Thực ra khi đến đây, trước khi đến đây thì sếp Thuấn là một người sếp mà em rất là ngưỡng mộ. Sếp Thuấn là thực sự là một người sếp mà em mong muốn đến đây để được đầu quân ạ. Dạ, em nói chúng ta phải ra đây ôm nhau chứ, nói thế thì... Em đã thuộc về sếp Thuấn, có danh hiệu của sếp Thuấn. Dạ. Em có rất nhiều điểm yếu, chứ dạ. Không phải đâu, chứ anh không nói hết ở đây cho em buồn. Dạ. Nhưng mà quan trọng anh nhìn được là để anh sẽ góp mài giữa xem. Dạ, em cảm ơn anh. Và chúng tôi nói rằng, sếp Thuấn và Hoàng Bách đã thuộc về nhau. Và chúng ta hãy cùng đến với nghi thức quan trọng và ý nghĩa nhất của chương trình. Giây phút quan trọng đã tới, hai người sẽ đặt tay lên và chính thức ký kết thỏa thuận làm việc cũng như các cái ưu đãi mà sếp Thuấn đã đưa ra. Xin được chúc mừng sếp Thuấn đã có thêm một nhân sự. Và xin được chúc mừng Hoàng Bách, bạn đã có một vị sếp tương đồng với bạn về tư duy sống cũng như cách thức kinh doanh. Và mong cho sự hợp tác này mang lại những điều tốt đẹp không chỉ cho doanh nghiệp, cho bản thân bạn mà còn cho cộng đồng và cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn, xin được chúc mừng. Và bây giờ là lúc chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với cặp ứng viên tiếp theo.